Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự online. Sau đây là nội dung chi tiết. Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự. Vì sợ lộ ra tên thật sẽ bị mất danh dự, nên khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam. Ngày 1 tháng 6, thông tin từ Tòa án Nhân dân quận 4 cho biết, cơ quan này vẫn đang nghiên cứu hồ sơ vụ án liên quan tới bị can Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 1 tháng 4 năm 2019, bị can Nguyễn Hữu Linh đi từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến nhà con trai ở chung cư Galaxy, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 để ở. Chiều cùng ngày, Nguyễn Hữu Linh cùng bạn bè đi nhậu. Đến 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Linh về chung cư Galaxy và vào thang máy để đi lên tầng 11. Khi vào thang máy, Nguyễn Hữu Linh gặp cháu NKC, sinh năm 2013, đi mua đồ giúp mẹ trở về và từ tầng trệt tòa nhà đi lên căn hộ của mình. Lúc này, Nguyễn Hữu Linh đã có những hành vi sàm sỡ cho bé như ôm hôn, vào má sờ vào đùi. Sau khi về nhà, bé C kể với cha mẹ là có người đàn ông lớn tuổi ở tầng 11 ôm hôn bé trong thang máy. Lúc này anh X, cha bé C, đi xuống ban quản lý chung cư yêu cầu trích xuất camera trong thang máy để kiểm tra xem người đàn ông lớn tuổi đó là ai, nhưng kỹ thuật viên không cho xem camera và chờ xin ý kiến của ban quản lý chung cư. Sự việc sau đó được báo cho ban quản lý chung cư và ban quản lý đã trích xuất camera để xem xét. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời kiểm tra xem thẻ thang máy để xác định căn hộ mà ông Linh sử dụng. Tuy nhiên, phải đến khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 4, trưởng ban quản lý chung cư mới mời được ông Nguyễn Hữu Linh xuống, đồng thời mời cha mẹ bé C cùng xuống làm việc. Sau khi được cho xem lại camera với những hình ảnh đã được lưu lại, ông Linh thừa nhận người trong clip chính là mình và xin lỗi gia đình bé C. Tuy nhiên, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số chứng minh nhân dân là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10 năm 2007. Sau đó đến 18 giờ, ông Linh trở về Đà Nẵng vì máy bay đã được đặt vé khứ hồi từ trước. Đến chiều ngày 2 tháng 4, đoạn clip lan truyền trên mạng, Công an quận 4 tiến hành điều tra xác minh. Đến 21 giờ ngày 2 tháng 4, trưởng ban quản lý chung cư đã đến Công an phường 1 quận 4 trình báo. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Linh khai nhận do có uống rượu bia nên đã có những hành vi nêu trên. Nguyễn Hữu Linh bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Vụ án đã được chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 giao cho thẩm phán thụ lý giải quyết và ông Linh đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo lãnh đạo Tòa án Nhân dân quận 4, hiện Nguyễn Hữu Linh đang tạm trú tại quận 2 và thường xuyên trình diện chính quyền địa phương. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự online để cập nhật những tin tức mới nhất.